Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một loop trong file PDF đối với file scan. Đây là một file tiêu chuẩn cơ sở 31/2020 về những khảo sát. Thì bây giờ là mình sẽ tạo cái một loop này như thế nào. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn nhé. Thật sự bây giờ mình sẽ tạo một cái mục, đây là ví dụ. Bây giờ thật sự mình sẽ tạo về cái mục, về cái phần khảo sát đến lớp báo cáo của khóa thi. Đây mình sẽ tạo một mục, mình đặt tên là mục 7 nhá, khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ok, tiếp theo là một phần này, có thể là mình cái nội dung này là nó chung chung rồi, mình muốn cái nào chi tiết hơn chứ, mình kéo đây nhá, đo đạc bình đồ đúng này, mình sẽ tích vào đây này, để thêm này 7.1.2.2 đo đạc. Đây mình sẽ tạo một loop này, mục đích là để mình truy cập dữ liệu này nó nhanh hơn thôi nhá. Cái nào mình cần thiết thì mình tạo thay bạn. Cái này nhá, đây là mục lớn lên một con, để chúng ta sẽ kéo nó vào. Đấy, bạn thấy nó nhấp xuống nhật để một con này. Chúng ta muốn thu đây, click vào này này. Đấy, thu vào đây không? Đặt bình đồ đúng này. Đây các bạn có thể vào comment tô màu cho nó. Đấy, đặt tô màu này. Đấy, và màu sắc bạn thích về này. Để nó sẽ ra cái màu cho mình này. Để có xong màu khác nhé. Đấy, đây mình các cái ghi chú mình tô màu. Cái phần nội dung mình cần chú ý ấy. Tập hợp video vào bình luận này. Đưa ra bình luận thứ nhất, có thể là một thư mục đó là phạm vi đồ vẽ bình đồ tuyến. Đây, ta lại kéo này vào. Đấy, nó sẽ tạo thành thư mục con, của thư mục con. Đấy. Được chưa? Như 7.1.2.4 đấy, cộng trình tuyến. Và thêm tiền này, dõi cộng trên tuyến. Sự tiếp theo nhé, mình kéo cái phần đây là phần đo vẽ mặt cắt ngang tuyến 7.1.2.7, tự nhiên là 7.1.2.7 cho vẽ mặt ngang tuyến. Đây nó sẽ trùng với lại cái đầu này không, mình để kéo ra này. Đấy, đây nó nhấc ra ngoài này, hãy kéo vào trong đây, rồi bên mặt cao tí này nó sẽ cùng với đồ bộ thằng này. Đấy, mình sẽ sau khi mình tạo ra mình sẽ lưu nó lại, và các cái mục khác bạn tạo tương ứng. Giả sử bây giờ ta một rẽ lên, mình muốn xem là cái phần đối với mặt ngang tuyến như nào, về cái báo cáo, về cái phần quan sát lập báo cáo khóa thi, ta kích vào phần này sẽ trả đến cho chúng ta. Ở phần dày cặp tuyến ở cái bước này thì nó sẽ quy định về khoảng cách như nào, dài kích vào đây để có hình tuyến này, nó sẽ rút ngắn nếu chúng ta tìm. Theo mình sẽ giới thiệu các bạn cách nữa về phần link hai tài liệu, giả sử như là cái phần tài liệu về dẫn này. Giờ đây mình có là cái phần giả sử nhé, đây mình lấy ví dụ thôi, giả sử như là công tác trắc nghiệm trong dự công trình yêu cầu chung là bạn muốn mở cái file cái chuyện này trên 3.8.12, các bạn sẽ mở như nào để được nhanh hơn. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn nhé. 9.3.8.12 công tác chắc địa trong xây dựng. Đây, bây giờ mình sẽ căn kích vào đây, mình copy đường link. Nhá, kích vào đây, mình copy đường link. Sau khi copy đường link xong, bạn hãy vào phần bạn hãy vào phần comment nhé. Phần file này, bạn hãy kích vào 9.3.8.12, kích vào đây. À, đây bạn click vào đây, bạn click vào tên công trình, đây tên công trình đây, open, ok, nó sẽ có một cái mục này, cái phần ghi mình ở trong ra, và khi chúng ta chắc định trong công trình, chúng ta muốn mở cái thứ này để chúng ta xem, ta thì click vào đây, cái nút nhá, để sẽ mở thì chúng ta
Đấy, đây là những cách mà mình hay sử dụng. Đây là mình vừa chia sẻ các bạn cách tạo mục lục trên file PDF với bookmark và cách link giống như email link ấy, các cái file ở trong PDF. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.